Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng rất là hay ở trên Android có tên là SMS Backup and Restore. Ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn sao lưu cũng như là khôi phục lại tin nhắn và lịch sử cuộc gọi trong một số trường hợp. Thì ứng dụng này mình thấy là rất là hữu ích trong hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là để các bạn có thể sao lưu và khôi phục lại những cái SMS quan trọng, những cái lịch sử cuộc gọi quan trọng vào một cái đám mây, đó chính là cái Google Drive của các bạn. Và mục đích thứ hai đó chính là việc khi mà các bạn mua một cái điện thoại mới, một cái điện thoại Android mới mà các bạn muốn chuyển cái dữ liệu tin nhắn hoặc lịch sử cuộc gọi từ máy cũ qua. Tuy nhiên thì với một số các cái dòng máy, với những cái ứng dụng chuyển dữ liệu thông thường thì sẽ không thể nào chuyển được dữ liệu của tin nhắn và lịch sử cuộc gọi. Thì cái ứng dụng này sẽ giúp các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Sau khi các bạn lên Search Play, các bạn tải về thì các bạn sẽ giúp mình mở ra ứng dụng có tên là SMS Backup and Restore này. Ấn bắt đầu. Sau đó thì mình sẽ cấp quyền cho ứng dụng hoạt động nhé. Các bạn sẽ cho phép tất cả các quyền ở đây. Rồi bây giờ thì các bạn có thể thấy ở phía trên màn hình nó sẽ xuất hiện là cài đặt một sao lưu này. Mình sẽ ấn vào đây. Đây mình sẽ muốn sao lưu lại 110 tin nhắn và 172 cái cuộc gọi nha. Mình sẽ ấn kế tiếp. Sau đó thì ứng dụng sẽ hỏi mình bạn muốn lưu trữ ở đâu. Mình có tài khoản nào thì mình sẽ sử dụng tài khoản đó. Ở trong trường hợp này thì mình đang sử dụng Google Drive thì mình sẽ mở lên. Ấn vào phần đăng nhập đây ạ. Cái khúc chọn loại truy cập đến Google Drive này thì mình sẽ chọn dòng thứ hai nha các bạn. Nếu mà bạn sợ rằng cái ứng dụng lấy thông tin cá nhân của mình thì mình nên chọn dòng thứ hai này. Ấn OK. Sau đó thì chọn một cái tài khoản Google Drive mà bạn đang sử dụng. Lúc này đây thì các bạn chỉ việc là nhớ cái tài khoản Google Drive thôi là OK rồi. Đó, ấn sao lưu này. Mình sẽ nhắc lại nha là cái này rất là thích hợp cho việc mà các bạn sao lưu lại tin nhắn, khôi phục lại những tin nhắn quan trọng. Hoặc không thì các bạn muốn chuyển cái những cái tin nhắn này qua một cái điện thoại khác, ví dụ như là những cái điện thoại mà không sử dụng được những ứng dụng transfer data như là Nokia, như là Xiaomi, như là Vsmart thì cái ứng dụng này rất là tuyệt vời nha. Cái máy mình đang sử dụng là Vsmart này. Đó, ấn kế tiếp. Đây, trong này thì nó sẽ có cái phần lịch trình sao lưu định kỳ. Mình sẽ mở lên nha. Với một người mà hay quên như mình thì nên mở lên để hàng ngày á nó sẽ tự động sao lưu. Mình sẽ mở sao lưu vào lúc 7 giờ sáng các bạn. Hàng ngày luôn, 7 giờ sáng thì nó sẽ tự động nó tạo các bạn sao lưu mới và ấn sao lưu ngay này. Đây. Dữ liệu của mình đã được sao lưu lên Google Drive này các bạn. Rồi, mình đã sao lưu lúc 7 giờ 20 phút 110 tin nhắn và 172 những cái cuộc gọi. Bây giờ các bạn có thể xem nha, tin nhắn này của mình này. Mình sẽ xóa hết. Xóa hết luôn. Rồi và mình sẽ xóa cả lịch sử cuộc gọi đây các bạn. Mình sẽ xóa hết lịch sử cuộc gọi luôn. Đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như vô tình mình xóa nhầm thì chẳng hạn, hoặc là đây là cái máy mới mà mình có đăng nhập và cái Google Drive của mình lên đây rồi thì mình sẽ vào SMS Backup này lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ ấn ba gạch bên trên này và mình chọn phần khôi phục ở đây. Đó, mình chọn là vị trí Google Drive này, ấn vào. Sau đó thì mình sẽ chọn này, cái của mình là 7 giờ 20 phút sáng này, các bạn có thể thấy nha, tin nhắn và những cái cuộc gọi. Mình chỉ ấn khôi phục ở phía dưới là xong rồi. Rồi khi mà nó hỏi cái bảng này thông báo lên thì các bạn sẽ giúp mình ấn OK nha. Và chọn cái phần SMS mặc định của nó là cái dòng thứ hai. Đó, đặt là mặc định. Đó. Các cái nhật ký cuộc gọi cũng như là tin nhắn đang được khôi phục về máy của mình nha. Một cái phương pháp rất là hay. Tại sao biết cái phương pháp này? Tại vì ngày trước lúc mà mình có thử chuyển tin nhắn qua một cái Xiaomi á, cho khách hàng á, thì mình không thể chuyển được. Tại vì những ứng dụng chuyển cơ bản thì nó không có chuyển được các cái nội dung của SMS hay là của nhật ký cuộc gọi. Thì mình đã mò trên mạng và tìm thấy cái cách này rất là hay. Đây, các bạn chờ chút xíu nha, nó sẽ hiện tin nhắn ở đây này. Đó, và một cái tin nhắn nó hiện lên rất là nhanh chóng nha và dễ dàng. Cũng như nhật ký cuộc gọi này thì còn nguyên si. Có một người mà hay quên như mình thì cái phương pháp này rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian để lắng nghe. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.